Tập 6, tiệc trà của Violet. Một ngày thời tiết đẹp không phải đi học. Các bạn học sinh mầm non cây thông sẽ làm gì? Hãy cùng chờ xem nhé. Ba Bư, quả chuối ngày hôm qua ngon nhỉ? Rambo đâu rồi? Rambo, em đang làm gì vậy? Đi nào. Chú bướm thật xinh đẹp. Rambo, đi nào. Em tới liền. Em sẽ làm chúng ta trễ mất. Này mấy cậu. Này các cậu, ở bữa tiệc trà, các cậu có nghĩ Violet sẽ có rất nhiều loại bánh khác nhau không? Tớ cá rằng cô ấy sẽ có ít nhất một cái bánh chuối. Có lẽ cô ấy sẽ ăn bánh mật ong. Rồi sẽ biết thôi. Tớ nóng lòng muốn đến chỗ Violet và thử tất cả các món ăn quá. Phải đó, tớ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Đi nào. Chào mừng mọi người đến với tiệc trà của tớ. Violet, chúng trông ngon quá. Tớ nóng lòng muốn thử chúng. Được rồi, Rambo. Rambo. Cảm ơn cậu Violet. Không có gì. Violet, một khi tớ trở thành vua Tiki, cậu có thể đến dự tiệc trà hoàng gia. Cảm ơn. Được rồi, mọi người ăn thôi. Được rồi, cảm ơn. Nào các cậu. Ba Bư, hả ông ra? Nó là hương vị táo. Bây giờ đến lượt tớ. Cảm ơn Violet. Ryan, anh có định ăn cái đó không? Có chứ, em thấy nó trên tay anh phải không? Ryan, em muốn ăn. Im hết đi. Đây không phải là bữa tiệc trà đúng nghĩa. Vậy bữa tiệc trà sẽ như thế nào? Violet, cậu buồn hả? À không, nhưng tiệc trà thì đặc biệt. Trong một bữa tiệc trà, mọi người đều ngồi thẳng và không ngấu nghiến thức ăn của họ. Vậy mình phải ăn thế nào? À, tớ biết rồi. Tớ sẽ dạy tất cả các cậu. Tớ có thể dạy tất cả các cậu cách lịch sự và thanh lịch. Và các cậu sẽ là những quý ông thật sự. Đầu tiên, tớ sẽ dạy các cậu cách ngồi đúng cách. Ngồi đi. Hãy giữ lưng thẳng và hạ chân xuống. Cứ như vậy đó. Ryan, cậu ngồi rất tốt. Làm rất tốt. Đúng rồi đó. Ba Bư, cậu ngồi đẹp quá. Thẳng lưng lên. Không không Tiki, ngồi như vậy nè. Bây giờ chúng ta hãy học cách ăn nhé. Cách cư xử rất quan trọng. Các cậu không nên ăn bánh bằng tay. Nhìn tớ này. Raya, cái muỗng nhỏ quá. Em thậm chí không thể nếm bất cứ thứ gì. Vậy thì em ăn từng thìa một. Không, ăn như vậy là không được. Đúng rồi, các cậu ăn trong một miếng thôi. Nhìn tới nè. Không phải như vậy. Không ăn quá nhiều cùng một lúc. Cầm đĩa và thìa lên. Bây giờ hãy ăn một miếng bánh nhỏ. Sau đó có việc tận hưởng thôi. Hãy thử việc tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ tập đi. Đi chậm, chú ý và không chạy. Hiểu rồi. Được rồi, tay, đi nào. Ba Bư, cậu làm rất tốt. Ồ, cảm ơn Violet. Có vẻ như tôi đã thắng rồi.
Này Vic, chúng ta phải đi cùng nhau mà. Tôi muốn có một người mới. Cậu đã quá chậm, nên tớ đã bỏ cậu lại đó. Không, đừng tranh cãi nhau. Violet, bắt đầu bước đi bằng chân trái. Ryan, anh sai rồi kìa. Không, cậu ấy bắt đầu bằng chân phải mà. Thấy không, em mới sai đó. Hai người cãi nhau chuyện gì vậy? Violet, khi cậu bước đi, cậu có bắt đầu bằng chân trái không? Không, cậu ấy không làm thế. Đó là chân phải. Tớ không nhớ. Nhưng điều đó không quan trọng. Được rồi, một lần nữa với Babu nhé. Hãy nhớ chú ý đến tốc độ và đôi chân của tớ. Babu, cậu sẵn sàng chưa? Được rồi. Đi. Cậu ấy đi chân trái trước kìa. Không đời nào, đó là bên phải. Chân phải trước, chân trái mà. Chân phải. Raya, chắc chắn là chân trái. Cậu có ổn không? Ừ, ổn. Các cậu có nghĩ Violet đang tức giận không? Babu, lỗi của cậu đó. Cậu đã làm rơi chiếc bánh. Đó không phải là lỗi của cậu ấy. Tất cả chúng ta lẽ ra nên lắng nghe. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ biết rồi. Tớ có một kế hoạch. Được rồi, hãy làm vậy. Tiểu thư Binh Binh, tớ chỉ muốn có một bữa tiệc trà vui vẻ với bạn bè. Babu, tôi trông thế nào? Tiki, nhìn được đó. Raya, cậu ấy đang đến, chuẩn bị. Rambo. Violet, nếu cậu không phiền, chúng tớ muốn cậu tham gia bữa tiệc cùng chúng tớ. Các cậu đã chuẩn bị mấy thứ này sao? Thật sao? Violet, ngồi đi. Tất cả trông có vẻ ngon quá. Trời đó. Được rồi, tận hưởng đi. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ. Rambo, từ từ thôi. Mũi của cậu kìa. Tiki, cậu thật hài hước. Tớ không muốn như vậy đâu. Cảm ơn tất cả. Trước đây tớ đã quá nghiêm khắc với tất cả các cậu, nhưng tiệc trà là để vui chơi. Lần này chúng ta sẽ cố gắng thư giãn nhé. Hãy vui vẻ nhé. Nghe ổn đó. Tớ nóng lòng quá. Chào buổi chiều. Các con đang làm gì vậy? Các con có bữa tiệc trà thú vị lắm đúng không? Violet đã cố gắng dạy tụi con, nhưng tụi con không thể hiểu được. Chúng còn không giỏi cư xử tốt. Nếu các con luyện tập, một ngày nào đó sẽ thành thạo. Thật á? Ngồi thẳng, đi lại và cư xử đúng mực khi ăn uống đều rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là học cách quan tâm đến người khác. Quan tâm đến người khác? Đúng rồi. Các con làm Violet khó chịu, nên các con đã cố gắng làm cho tốt hơn. Và Violet, họ không vui vẻ và họ đang gặp khó khăn. Tất cả các con đều quan tâm đến nhau. Đó là sự quan tâm. Tuyệt! Chúng con đều quan tâm. Các con, chúng ta hãy ra ngoài chơi nhé. Tuyệt! Đi thôi! Chào các bạn. Cách cư xử rất quan trọng. Hãy cố gắng trở thành một người bạn tốt và hãy thử quan tâm đến bạn bè.
Hãy thử xem. Hẹn sớm gặp lại. Tạm biệt. Corner, there's a surprise. Come and frolic in the forest.